Konnichiwa, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với khóa học tiếng Nhật online của Trung tâm Ngoại ngữ Amanda Hải Phòng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài số 22. Đầu tiên sẽ là phần từ vựng. Từ đầu tiên, kimasu có nghĩa là mặc. Ví dụ như fuku o kimasu, mặc quần áo. Hakimasu là đeo giày. Kutsu o hakimasu. Kutsu ở đây là giày nha các bạn. Kaburimasu. Đội mũ. Boshi o kaburimasu. Boshi là mũ. Kakemasu. Megane o kakemasu. Megane ở đây là kính nha các bạn, kính ạ. Megane o kakemasu là hành động đeo kính. Shimasu chúng ta có biết một nghĩa đó chính là làm đúng không ạ? Hôm nay cũng là có nghĩa là làm, nhưng ý là ở đây là ví dụ như là nekitai o shimasu, nghĩa là hành động cũng là làm đúng không ạ? Đeo cà vạt, nekitai là cà vạt. Umaremasu sinh ra. Watashi tachi chúng ta có watashi là tôi đúng không ạ? Thì watashi tachi là chúng tôi. Koto là áo khoác. Seta áo len. Boshi là mũ. Chúng ta có suzu là chỉ áo vest hay là com lê. Megane là kính. Keiki bánh kem. Obento là cơm hộp. Roboto là con robot. Yumoa là sự hài hước. Sugo sự thích hợp. Yoku thường xuyên. Eto là một từ đệm trong tiếng Nhật được dùng khi chúng ta chưa biết nói gì. Nó có nghĩa kiểu dạng như là à, thì hay là sao ta. Nghĩa là khi chúng ta chưa biết nói gì thì chúng ta sẽ có một từ đệm, từ nối để chúng ta suy nghĩ về những việc mà mình sẽ nói tiếp theo. Rồi. Omedetou gozaimasu có nghĩa là chúc mừng. Ví dụ như là Tanjoubi, omedetou gozaimasu. Tanjoubi là sinh nhật nhé. Chúc mừng sinh nhật bạn. Rồi. Osagashi desu ka? Anh chị đang tìm gì à? Ví dụ như Nanika, osagashi desu ka? Nanika là cái gì đúng không? Anh chị đang tìm gì à? Nanika osagashi desu ka? Dewa được dùng để mở đầu một câu chuyện. Nó có nghĩa giống như là vậy thì hay là thế thì. Kochira là cách nói thân mật của kore. Kore nghĩa là cái này đó. Yachin tiền nhà. Dining kitchen là phòng bếp mà có nhà bếp mà có phòng ăn. Washitsu là phòng kiểu Nhật. Oshire là căn phòng chỗ để chăn, để đệm mà trong những căn phòng Nhật Bản. Futon là chăn. Rồi, từ vựng của bài 22 đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ đến với phần ngữ pháp tiếp theo. Ngữ pháp của bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học về mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ. Thì về cách dùng bổ nghĩa cho danh từ, chúng ta đã được học những cách như là danh từ bổ nghĩa cho danh từ ở bài số 2 hay là tính từ bổ nghĩa cho danh từ ở bài số 8 rồi đúng không nào? Ví dụ như là đối với danh từ bổ nghĩa cho danh từ thì chúng ta sẽ sử dụng trợ từ no để nói hai danh từ đó. Chúng ta có ví dụ これは danh từ phải không ạ? Kore wa watashi no hon desu. Thì chúng ta có danh từ watashi là tôi và hon là sách đúng không ạ? Để nối hai danh từ này lại, chúng ta sẽ dùng no ở giữa và danh từ watashi sẽ bổ nghĩa cho danh từ hon, sách, nghĩa là đây là sách của tôi.
Hay là cách bổ nghĩa tính từ đuôi y cho danh từ thì chúng ta sẽ giữ nguyên đuôi y đúng không nào? Ví dụ, これは新しい本です thì chúng ta có tính từ đuôi y, 新しい và danh từ là 本. Tính từ 新しい sẽ giúp bổ nghĩa cho danh từ 本, nghĩa là quyển sách này thêm rõ ràng, nghĩa là nó làm sao? Nó là quyển sách mới. Và cách bổ nghĩa danh từ tính từ đuôi na đối với danh từ thì sao ạ? Thì chúng ta sẽ để danh tính từ ở thể có na nha các bạn. Ví dụ như これは綺麗な本です thì ở đây chúng ta có tính từ 綺麗 và danh từ 本. Thì tính từ 綺麗 nó sẽ giúp phần bổ nghĩa cho danh từ 本đúng không nào? Danh từ sách ạ, thì nó làm rõ là quyển sách này là quyển sách đẹp. 綺麗 là tính từ xinh đẹp đúng không nào? Thì chúng ta sẽ để nguyên đuôi na, sẽ có 綺麗な本です. Thế thì qua những bài trước chúng ta chỉ mới đang học được tính từ cũng như là danh từ bổ nghĩa cho danh từ. Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học động từ bổ nghĩa cho danh từ, hay là một tầm cao hơn đó chính là mệnh đề hay là câu văn bổ nghĩa cho danh từ. Ở phần 1 chúng ta sẽ học về mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ. Mệnh đề thì mệnh đề ở đây là gì ạ? Mệnh đề cũng như là một câu văn đúng không các bạn? Câu văn thì chúng ta sẽ có tính từ, danh từ, động từ và có chủ ngữ và vị ngữ. Thì đối với mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ thì đối với tính từ đuôi y chúng ta cũng sẽ đối với tính từ đuôi y và động từ thì chúng ta sẽ chia về thể thông thường. Còn đâu tính từ đuôi na chúng ta sẽ chia như là khi chúng ta dùng tính từ đuôi na để bổ nghĩa cho danh từ, đó chính là để tính từ ở thể có na, và đối với danh từ thì chúng ta sẽ sử dụng no để nối. Na dạng có na nha các bạn, na và danh từ no với động từ thể thông thường cộng với danh từ. Đây là mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ nha các bạn. Mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ thì động từ, tính từ chúng ta tính từ đuôi y chúng ta sẽ chia về thể thông thường, và tính từ đuôi na sẽ để ở dạng có na, và danh từ thì thêm no. Chúng ta sẽ có ví dụ. Chúng ta sẽ lấy ví dụ như là về tính từ và danh từ và động từ nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ có động từ mệnh đề go hàng o taberu, nghĩa là hành động ăn cơm, bổ nghĩa cho danh từ là người đúng không các bạn? Ở đây chúng ta có n là danh từ và go hàng o taberu. Đây là go hàng o, nguyên thể của nó sẽ là go hàng o tabemasu đúng không nào? Thì khi chia về, khi chúng ta muốn dùng cả cụm này, nghĩa là mệnh đề này bổ nghĩa cho danh từ người, thì chúng ta sẽ chia động từ trước danh từ cần bổ nghĩa về thể thông thường. Ở đây chúng ta có taberu hay là tabeteru đang ăn, hay là tabeta người đã ăn, và tabenakatta đã không ăn. Thì đó là đối với động từ. Còn đối với tính từ như là tính từ đuôi y, tính từ đuôi y ví dụ như là chúng ta vẫn miêu tả người nha, taka người cao này, takate và cao, wakai wakahito desu, một người cao và trẻ. Thì đối với tính từ trước danh từ cần bổ nghĩa chúng ta cũng để tính từ đuôi y ở dạng có y. Rồi đối với tính từ đuôi na đi, tính từ đuôi na một người tốt bụng và xinh đẹp, xinsetsu de kirei. Đối với tính từ đuôi na thì chúng ta sẽ để ở dạng có na nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ có shinsetsu de kirei na hito. Đối với danh từ, chúng ta sẽ lấy ví dụ về danh từ. Danh từ ví dụ như là 20 tuổi và người 20 tuổi và là một daigakusei. Hatachi. Thì ở đây, danh từ chúng ta sẽ thêm no để bổ nghĩa cho một danh từ khác. Ở đây chúng ta sẽ có danh từ, cả một mệnh đề. Để ở đây chúng ta sẽ là có danh từ đúng không? Daigakusei sẽ bổ nghĩa cho danh từ người. Chúng ta sẽ sử dụng no. Đây các bạn chú ý nhé, đối với mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ thì mệnh đề đó luôn đứng trước danh từ. Đây chúng ta có danh từ người. Thì cái mệnh đề này nó sẽ luôn đứng trước danh từ. Nó giúp phần bổ nghĩa cho danh từ, nghĩa là giúp cho cái danh từ này nó được rõ nghĩa hơn.
Đối với mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ, chúng ta sẽ được sử dụng trong nhiều kiểu câu khác nhau. Và bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học một số mẫu câu thường dùng mà chúng ta sẽ dùng bổ nghĩa danh từ. Đây mình sẽ giới thiệu với các bạn một số mẫu câu chúng ta thường dùng qua các ví dụ. Thì trước khi mà chúng ta bắt đầu vào phân tích ví dụ thì mình có một lưu ý nhỏ là ở đây chủ ngữ của mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ thì nó sẽ không sử dụng trực từ á mà nó sẽ sử dụng trợ từ gá nha các bạn. Lưu ý. Là chủ ngữ của mệnh đề bổ nghĩa. Rồi, chủ ngữ của mệnh đề bổ nghĩa sẽ được biểu thị bằng trợ từ gá. Còn chủ ngữ của câu sẽ được biểu thị bằng trợ từ quá nha các bạn. Cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng phân tích qua ví dụ. Cấu trúc đầu tiên, chúng ta sẽ có cấu trúc như là kore wa, mệnh đề, cái này mình ký hiệu là mệnh đề nha các bạn. Cạnh mệnh đề cộng với danh từ desu. Thì đối với cấu trúc này, chúng ta sẽ có, mình ở đây mình có hai câu. Nhất là kore wa keiki desu, đây là chiếc bánh kem. Câu thứ hai, Li san wa kono keiki o tsukurimashita. Bạn Li đã làm sao ạ? Đã làm chiếc bánh kem này. Bây giờ chúng ta sẽ dùng mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ và theo công thức kore wa mệnh đề cộng danh từ desu để ghép hai câu này thành một câu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ở đây trong cấu trúc này thì chúng ta có kore wa đúng không? Và mệnh đề và danh từ. Chúng ta sẽ tìm danh từ trước đi. Ở đây chúng ta sẽ tìm danh từ chung của hai câu này. Danh từ chung ở đây chúng ta có keiki đúng không nào? Keiki và kono keiki. Oh, chúng ta tìm được danh từ. Và ở đây cấu trúc kore wa thì kore wa ở đây chúng ta có rồi, chúng ta sẽ giữ nguyên nha. Sẽ có kore wa. Kore wa và có một danh từ chung đó chính là keiki đúng không ạ? Danh từ chúng ta sẽ để cuối câu. Keiki. Keiki desu. Keiki desu. Keiki desu. Rồi. Thì chúng ta sẽ nối những từ còn lại của câu để thành một câu hoàn chỉnh nhé. Chúng ta sẽ còn đi sầu ạ và trợ từ ô tsukurimashita. Thì đi sầu ở đây là tên người, tên riêng của người đúng không nào? Thì sẽ là chủ ngữ của câu. Thì chúng ta sẽ sử dụng trợ từ quá và ố này thì chúng ta không cần nhé các bạn. Sẽ là đi sầu wa tsukurimashita là một câu có nghĩa đúng không ạ? Đi sầu đã làm. Đây chúng ta sẽ ghép nốt những từ còn lại nhé. Đi sầu wa tsukurimashita. Đi sầu wa tsukurimashita. Thì khi mà ghép xong tất cả những từ còn lại của câu, chúng ta thử dịch xem nó có nghĩa không nhé. Kore wa đi sầu wa tsukurimashita keiki desu. Đại khái thì chúng ta cũng vẫn cứ hiểu là đây là chiếc bánh kem mà bạn Ly đã làm. Thì tiếng Nhật chúng ta sẽ dịch ngược lại đúng không các bạn? Chúng ta sẽ dịch ngược so với lại tiếng Việt. Thì rồi, ở đây chúng ta khi mà chúng ta nối từ xong thì chúng ta sẽ quay lại với mệnh đề này xem nó có khớp không nhá. Kore wa. Ok. Và danh từ, ở đây danh từ sẽ là keiki, danh từ. Mệnh đề. Thì cả cái này sẽ là mệnh đề đúng không nào? Đấy, đi sao à? Tsukurimashita sẽ là mệnh đề. Và nó sẽ bổ nghĩa cho keiki, cho danh từ. Vậy thì đối với mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ thì chúng ta sẽ chia về thể thông thường đúng không nào? Thì động từ chúng ta sẽ chia về thể thông thường. Ở đây tsukurimashita chia về thể thông thường sẽ là tsukutta đúng không nào? Tsukutta. Tsukutta. Và trợ từ wa ở đây chủ ngữ của mệnh đề bổ nghĩa sẽ được biểu thị bằng trợ từ ga. Thì chúng ta sẽ thay thế trợ từ wa bằng ga. Tại sao lại thay thế trợ từ wa là ga? Tại vì trong câu này, trong cả câu kore wa ri san wa tsukurimashita keiki desu, thì các bạn nhận định đâu sẽ là chủ ngữ ạ? Sẽ là danh từ trước wa đúng không ạ? Thì sẽ là kore. Kore sẽ là chủ ngữ của cả câu này. Còn đi sang chỉ là chủ ngữ của mệnh đề bổ ngữ, nghĩa là đi sang wa tsukurimashita, chứ nó không phải là chủ ngữ của cả câu. Nên là chúng ta sẽ thay thế trợ từ wa bằng ga. Rồi chúng ta sẽ có câu hoàn chỉnh là gì ạ? Kore wa
これは D さん。D さんが作ったケーキ。どう？これは D さんが作ったケーキです。ở đây thì khi mà nếu như mà chúng ta chỉ nói これはケーキです。Chúng ta có câu これはケーキです thì chúng ta sẽ không hiểu được là cái chiếc bánh kem đó, nó tình trạng của chiếc bánh kem đó hay là nó như thế nào hay là nó do ai làm đúng không ạ? Khi chúng ta thêm mệnh đề định ngữ là đi sang ạ, scooter thì chúng ta hiểu à, chiếc bánh kem này được làm bởi bạn Ly sang. Chưa? Thì các bạn lưu ý nhé, mệnh đề định ngữ nó sẽ đứng trước danh từ cần bổ nghĩa. Sẽ là danh từ là mệnh đề. Thì nhân tiện đối với cái ví dụ này, mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn là vì sao chúng ta cần phải sử dụng mệnh đề định ngữ cho danh từ. Ở đây, trước khi mà ghép thành một câu hoàn chỉnh như thế này, これはリーさんが作ったケーキです thì chúng ta có hai câu đơn đúng không nào? これはケーキです。リーさんはこのケーキを作りました。Thì về cơ bản, các bạn có thể dùng hai câu đơn này nha các bạn. Nó không sai về ngữ cảnh hay là ngữ pháp. Tuy nhiên, thì khi các bạn dùng hai câu đơn hay là nhiều hơn câu đơn, thì cái câu văn nói của chúng ta nó sẽ dài ra và từ nó sẽ lặp lại, như ở đây chúng ta có keki là lặp lại hai lần đúng không ạ? Thế thì cái việc mà lặp lại từ cũng như là dùng nhiều câu đơn sẽ giúp cho cái việc giao tiếp tiếng Nhật của chúng ta, người nghe sẽ cảm giác như là chúng ta đang tập nói hay là tập ghép câu giống như những đứa trẻ, đúng không ạ? Vì vậy để mà có thể sử dụng tiếng Nhật được tự tin hơn thì các bạn cần phải học và biết được cách sử dụng mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy thêm một ví dụ để áp dụng công thức これは mệnh đề cộng danh từ です để cho các bạn có thể sử dụng được thuần thục hơn nha. Ví dụ như là mình sẽ lấy ví dụ bằng tiếng Việt để các bạn chuyển sang tiếng Nhật nhé. Sẽ lấy một ví dụ về tiếng Việt như nào. Đây là quyển sách mà tôi đã mua ở Nhật Bản. Đây thì chúng ta cứ chuyển từ từ. Đầu tiên là chúng ta sẽ viết nghĩa của từng từ ra nhé. Chúng ta có đây là thì là これ đúng không nào? これは quyển sách. Quyển sách là hông phải không ạ? Hông. Tôi, 私 đã mua. Động từ mua là 買いました đúng không nào? Đã mua là 買いました. Ở Nhật. Ở thì chúng ta có trợ từ ở Nhật xem nào. Để là Nihon. Đã mua ở Nhật đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ ghép câu. Đối với tiếng Nhật thì nó sẽ ngược với ngữ pháp tiếng Việt đúng không bạn? Nên các bạn chỉ cần chuyển ngược lại. Ví dụ như là chúng ta sẽ chuyển câu từ cuối câu lên đầu câu. Giờ chúng ta sẽ tìm chủ ngữ trước nha. Ví dụ ở đây có đây là thì ở đây may quá, câu này chúng ta có đây là trước thì nó đây là nó sẽ là chủ ngữ đúng không nào? Chúng ta để これ. これは là chủ ngữ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển từ từ dần dần, chuyển từ dưới lên trên nha. Sẽ có ở Nhật nào. Mình không để. Ở Nhật đã mua khai master. Đã mua gì ạ? Và có tôi. Thế đã, tôi đã mua đúng không ạ? Chúng ta chuyển cả câu tôi đã mua đi. Watashi. Tôi đã mua. Watashi wa kaimashita đúng không ạ? Watashi wa kaimashita. Rồi, chúng ta sẽ có quyển sách. Kaimashita, quyển sách là hồng. Và hết rồi, chúng ta đến hồng là kết thúc rồi. Thì chúng ta sẽ để des giữa đây, cho kết thúc câu nha. Hồng des. Rồi, sau khi mà chuyển các từ, khi ghép lại thành một câu, chúng ta sẽ có câu hoàn chỉnh. Kore wa nihon de watashi wa kaimashita hồng des. Thì theo như cái mẫu cấu trúc này, これは mệnh đề cộng danh từ thì chúng ta
xác định nha, chúng ta có khổ đều ạ. Và danh từ sẽ là hông đúng không ạ? Hông. Quyển sách là danh từ. Thì tất cả những cái phần này, phần trước nó sẽ là mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ hông. Vì nó là mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ nên chúng ta sẽ chia về thể thông thường đúng không nào? Thì ở đây chúng ta có động từ kaimashita chia về thể thông thường là katta. Katta. Và trợ từ wa sẽ thay thế bằng trợ từ ga. Ga. Chờ, chúng ta sẽ có câu hoàn chỉnh là kore wa. Kore wa Nihon de watashi ga watta hon desu. Kore wa Nihon de watashi ga katta hon desu. Ở đây mệnh đề trước hông có nghĩa là Nihon de watashi wa katta, nó đóng vai trò gì ạ? Nó sẽ giúp cho giải thích nghĩa của từ hông, nghĩa là quyển sách. Quyển sách này làm sao? Quyển sách này mà thì tôi đã mua ở Nhật đúng không nào? Các bạn, hôm nay là chúng ta mới học lần đầu tiên về cách ghép câu nên là có thể là hơi khó khăn, nhưng mà các bạn đừng lo lắng, chúng ta cứ chuyển từ từ dần dần. Như cách mình dạy các bạn ấy, đầu tiên là chúng ta cứ viết nghĩa của từng từ, từng từ ra, và sau đó chúng ta sẽ chuyển, nghĩa là chúng ta sẽ chuyển từ dưới, từ cuối câu trở lên, tại vì tiếng Nhật ngữ pháp nó ngược tiếng Việt đúng không ạ? Chúng ta chuyển từ từ dần dần và chúng sau đó chúng ta mới chia động từ thì chúng ta sẽ có được câu hoàn chỉnh. Chứ ạ, chúng ta sẽ đến với mẫu câu tiếp theo. Mẫu câu tiếp theo chúng ta sẽ có mệnh đề. Mệnh đề cộng với danh từ. Quá. Ở đây mình cũng có hai câu đơn. Câu thứ nhất này. Kino tomodachi to eiga o mimashita. Hôm qua tôi đã xem phim cùng với bạn. Sono eiga wa omoshirokatta desu. Cái bộ phim đó thì rất là thú vị. Bây giờ chúng ta sẽ ghép hai câu này để thành một câu hoàn chỉnh nha các bạn. Ở đây mệnh đề cũng danh từ thì chúng ta sẽ tìm danh từ trước đi. Chúng ta sẽ tìm danh từ chung của hai câu này nhé. Chúng ta có danh từ gì ạ? Ega. No ega. No ega. Chúng ta sẽ danh từ trước ega. Ega wa. Ega đúng không nào? Wa. Theo mẫu cấu trúc này thì danh từ wa đúng không nào? Mệnh đề. Chúng ta tìm mệnh đề nhá. Thì chúng ta còn những từ gì ạ? Ta còn kino tomodachi o mimashita. Và tính từ omoshirokatta desu. Thì omoshirokatta nó chỉ là một tính từ đấy đúng không ạ? Tính từ đơn đúng không các bạn? Thì nó sẽ không thể là mệnh đề được. Nên chúng ta sẽ sử dụng, thì chúng ta sẽ có mệnh đề tomodachi o mimashita, chính là mệnh đề đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ ghép tốt những từ còn lại nhé. Kino kino tomodachi. Dachi to mi ma chi ta. Đúng không ạ? Kino tomodachi to mimashita. Và chúng ta còn tính từ omoshirokatta. Omoshirokatta desu. Omoshirokatta desu. Rồi, sau khi mà ghép các từ lại thì chúng ta sẽ có câu Kino tomodachi to mimashita. Eiga wa omoshirokatta desu. Ở đây, danh từ chính là N. Và trước danh từ này, nó chính là mệnh đề đúng không nào? Mệnh đề. Như vậy, chúng ta sẽ chia về thể thông thường. Thì mimashita, động từ mimashita chia về thể thông thường sẽ là mita. Mita. Ở đây chúng ta không có trợ từ wa hay ga đúng không ạ? Rồi. Wa này là nó chính là cái phần trước này.
các bạn hiểu là cái phần, vì ở đây có trợ từ wa ở đây thì chúng ta sẽ hiểu là cái phần trước này nó sẽ là chủ ngữ đúng không nào, và omoshiro katta nó sẽ là vị ngữ. Rồi chúng ta sẽ có câu hoàn chỉnh, đó chính là kino. Yes. Thì ở đây ega là danh từ và mệnh đề kino tomodachi to mita nó giúp làm rõ, làm cho rõ ràng chi tiết được cái nội dung của danh từ, nghĩa là cái bộ phim này thì làm sao, bộ phim này thì tôi đã xem ngày hôm qua cùng với bạn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ, mình sẽ lấy một ví dụ bằng tiếng Việt để cho các bạn dịch ra tiếng Nhật nha. Các bạn hãy thử ghép câu là người đang đọc sách là bạn Ly. Người đang đọc sách là bạn Ly. Người đang đọc sách là bạn Ly. Thì chúng ta có người này, Hito. Hito. Đang đọc sách. Hành động đọc sách chúng ta có động từ yomimasu đúng không nào? Đang đọc sách sẽ là yondemasu. Yondemasu. Từ sách là hom, danh từ. Đang đọc sách sẽ là homo. Yondemasu đúng không ạ? Homo yondemasu. Và chúng ta còn danh từ người. Được. Rồi sau khi ghép những từ còn lại của câu thì chúng ta sẽ có câu homo yondemasu hito wa ri san desu. Ở đây theo như cái cấu trúc này, mệnh đề cũng danh từ á, thì chúng ta sẽ có danh từ là hito. Và câu trước danh từ chính là mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ hito thì sẽ là homo yondemasu. Chúng ta sẽ phải chia động từ về thể thông thường là yondeiru. Chúng ta sẽ có câu hoàn chỉnh. Homo yondeiru hito wa ri san desu. Homo yondeiru hito wa ri san desu. Người mà đang đọc sách là bạn đi. Chưa? Rồi chúng ta sẽ đến với mỗi câu tiếp theo. Mỗi câu tiếp theo chúng ta sẽ có mệnh đề cộng danh từ ô. Ở đây mình cũng có hai câu ví dụ nha. Kono hon wo kaimasu. À, tôi sẽ mua quyển sách này. Tomodachi ni kono hon wo agemasu. À, tôi sẽ tặng quyển sách này cho bạn của tôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử ghép hai câu đơn này thành một câu để có ý nghĩa nha. Rồi chúng ta sẽ ở đây mệnh đề cũng danh từ ô thì chúng ta sẽ tìm danh từ trước đi. Để có danh từ chung của hai câu này sẽ là kono hon. Nào, kono hon. Đã biết đây kono hon. Kono hon ô. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm mệnh đề trước kono hon và sau ố thì chúng ta còn những từ gì ạ? Chúng ta còn kaimasu và tomodachi ni agemasu. Thì ở đây mệnh đề sẽ là tomodachi ni agemasu đúng không ạ? Tomodachi ni agemasu. Và chúng ta còn động từ kaimasu sẽ là o kaimasu. Kaimasu. Rồi, sau khi ghép các từ lại với nhau, chúng ta sẽ có câu tomodachi ni agemasu kono hon wo kaimasu. Thì ở đây chúng ta có kono hon chính là danh từ. Và câu trước kono hon chính là mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ kono hon, nghĩa là quyển sách này. Chúng ta sẽ phải chia động từ về thể thông thường sẽ có ageru. Ageru đúng không? Chúng ta sẽ có một câu hoàn chỉnh là tomodachi ni. Tomodachi ni ageru. Kono hon.
買います。友達にあげるこの本を買います。Tôi sẽ mua quyển sách này để tặng cho bạn. Cho bạn của tôi ạ. Tôi sẽ mua quyển sách này để tặng cho bạn của tôi. Thì 友達にあげる mệnh đề trước この本giúp phần làm rõ được đặc điểm của quyển sách này. Quyển sách này thì làm sao? Quyển sách này thì tôi sẽ tặng cho bạn. Rồi chúng ta sẽ lấy ví dụ và thử ghép câu nha. Ví dụ như là các bạn hãy ghép câu hãy đọc quyển sách đã mua ở hiệu sách ngày hôm qua. Ngày hôm qua. Và bây giờ chúng ta sẽ viết nghĩa từng từ nha. Hãy đọc. Chúng ta có câu mệnh lệnh hãy làm gì là take kudasai đúng không nào? Rồi đây hãy đọc thì động từ đọc là yomimasu. Yonde kudasai. Rồi, hãy đọc. Yonde kudasai. Kudasai. Cuốn sách hay là hồng. Đã mua. Động từ mua là kaimasu đúng không ạ? Đã mua. Kaimashita. Kaimashita. Ở hiệu sách. Để. Hiệu sách, chúng ta có từ vựng hiệu sách là Hongya nha các bạn. Hongya. Hongya. Ngày hôm qua là Kino. Kino. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ghép từng từ để thành một câu hoàn chỉnh nha. Chúng ta sẽ ghép từ cuối câu trở lên. Sẽ là Kino. Kino. Ở hiệu sách Kino Hongya de Kino rồi Hongya de đúng không ạ? Ở hiệu sách và tiếp theo là đã mua Kaimashita. Kaimashita. Đến quyển sách đúng không ạ? Không. Và từ còn lại hãy đọc. Hãy đọc cuốn sách thì nào? Hong Hong o yonde kudasai. Yonde kudasai. Chúng ta có câu Kino honya de kaimashita hon o yonde imasu. À, yonde kudasai. Theo cấu trúc này, mệnh đề cũng danh từ o thì trước o sẽ là danh từ đúng không ạ? Ở đây chúng ta có danh từ hon, quyển sách. Và tất cả những phần trước không này chính là mệnh đề bổ nghĩa cho không. Ở đây chúng ta sẽ có là Kino honya de kaimashita. Thì động từ sẽ phải chia về thể thông thường đúng không nào? Katta. Rồi chúng ta có câu hoàn chỉnh là gì ạ? Kino. Kino honya de katta. Hong. O. Yonde kudasai. Kino honya de katta hon o yonde kudasai. Hãy đọc cuốn sách. Mà làm sao ạ? Cuốn sách đã mua ở hiệu sách ngày hôm qua. Ở đây mệnh đề trước không Kino honya de katta giúp làm bổ nghĩa, rõ nghĩa của từ hông. Nghĩa là quyển sách này làm sao ạ? Quyển sách này thì đã được mua ở hiệu sách ngày hôm qua. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với mẫu câu mệnh đề cộng danh từ ga. Đối với mẫu câu mệnh đề cộng danh từ ga mình cũng có hai câu đơn. Ryoko ni ikimasu. Tôi sẽ đi du lịch. Và okane ga hoshii desu. Tôi muốn tiền. Tôi cần tiền ấy. Ở đây, sau khi chúng ta đọc hai câu đơn là tôi sẽ đi du lịch và tôi muốn tiền thì các bạn sẽ ghép, bạn sẽ thử ghép được lại thành một câu ý nghĩa xem nào. Nghĩa là tôi sẽ đi du lịch và tôi muốn tiền thì khi ghép lại một câu nó sẽ có ý nghĩa nào ạ? Nghĩa là tôi muốn tiền để đi du lịch đúng không ạ? Tôi muốn tiền để đi du lịch. Rồi, tôi muốn tiền để đi du lịch. Đây bây giờ chúng ta sẽ ghép theo mẫu câu mệnh đề cũng danh từ ga. Ở đây chúng ta có gá ở đây rồi đúng không ạ?
thì chúng ta sẽ để nguyên ga hoshi desu. Ga hoshi desu. Desu. Bây giờ chúng ta sẽ tìm danh từ để đi với ga hoshi desu nha. Ở đây chúng ta có hai danh từ nè. Ryoko và okane đúng không nào? Thì ryoko, ryoko ga hoshi desu. Tôi muốn du lịch thì nó không có nghĩa lắm đúng không ạ? Du lịch thì chúng ta phải đi với động từ phía sau thì chúng ta còn okane. Okane ga hoshi desu nghĩa là muốn. Muốn tiền thì nó có ý nghĩa đúng không các bạn? Đó là okane. Okane ga hoshi desu. Và mệnh đề. Mệnh đề trước danh từ okane. Rồi chúng ta sẽ còn chúng ta sẽ còn cả câu này. Ryoko ni ikimasu. Ryoko ni ikimasu. Thì ở đây okane là danh từ và ryoko ni ikimasu sẽ là mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ okane. Nên chúng ta sẽ chia động từ về thế thông thường sẽ là iku đúng không nào? Iku. Ta sẽ có câu hoàn chỉnh sẽ nào? Ryoko. Ryoko ni iku okane. Hoshi desu. Ryoko ni iku okane ga hoshi desu. Tôi muốn tiền để đi du lịch. Ở đây, ryoko ni iku làm rõ nghĩa của danh từ okane, tiền. Tiền làm sao ạ? Tiền để đi du lịch. Dạ. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy một ví dụ. Mình sẽ lấy ví dụ một tiếng Việt để cho các bạn dịch ra tiếng Nhật. Mình sẽ lấy một ví dụ đơn giản cho các bạn nhé. Ví dụ như là tôi thích người có sự hài hước hay là khiếu hài hước. Thì sự hài hước ở phần từ vựng chúng ta đã học một từ, đó chính là humor, phần từ vựng của bài ngày hôm nay. Humor rồi. Tôi thích người có khiếu hài hước. Bây giờ chúng ta sẽ viết nghĩa từng từ. Đấy, tôi là watashi. Thích. Thích là gì ạ? Là suki đúng không ạ? Suki. Người hito. Có, chúng ta có động từ có nè. Arimasu. Arimasu. Và khiếu hài hước nè. Yumoa. Katakana nha các bạn. Rồi, yumoa. Bây giờ chúng ta sẽ ghép từ cuối câu. Có khiếu hài hước sẽ là có cái gì đó sẽ là ga arimasu đúng không các bạn? Yumoa ga arimasu. Có khiếu hài hước. Yumoa ga arimasu. Rồi, tiếp theo. Người. Hito. Thích. Thích. Ai thích ạ? Tôi thích. Đúng không? Đấy, thích. Chúng ta có tính từ suki. Thích. Khi mà chúng ta nói thích một vật gì đó, thích một người nào đó thì sẽ là danh từ ga suki desu. Đúng không ạ? Hito ga suki desu. Và chúng ta còn tôi. Tôi thì sẽ là chủ ngữ của câu đúng không ạ? Chủ ngữ. Ta sẽ để ở đâu? Watashi. Watashi wa. Watashi wa yumoa ga arimasu. Hito ga suki desu. Thì theo như cấu trúc này, mệnh đề cộng danh từ ga thì chúng ta sẽ có ga suki desu. Được phải không ạ? Và trước ga sẽ là một danh từ. Và chúng ta có hito là danh từ. Và cái phần trước hito này nó sẽ là mệnh đề bổ nghĩa cho hito. Thì chúng ta sẽ phải chia động từ về thể thông thường đúng không nào? Đây sẽ có là arimasu na aru. Aru. Aru đúng không ạ? Và trợ từ wa. Ở đây chúng ta có watashi wa sẽ nó chính là chủ ngữ của câu nên là chúng ta sẽ để nguyên watashi nhé các bạn. Cái này các bạn có thể thêm vào hoặc là không watashi.
Watashi wa có thể thêm vào hoặc là không. Và chúng ta sẽ có câu hoàn chỉnh nào. Watashi wa. Yu. Mo. Aga. Aru. Aru. Fitto. ある人が好きです。私はユーモアがある人が好きです。Các bạn lưu ý nhé, ở đây tôi thích người có khiếu hài hước thì tôi ở đây chính là chủ ngữ nhé. Nó không phải là chủ ngữ của mệnh đề, bổ nghĩa cho danh từ. Đấy, mình đánh dấu ở đây bị nhầm ấy. Mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ nó chỉ có từ đoạn yumoa ga arimasu và danh từ hito, còn watashi wa chính là chủ ngữ của câu nên chúng ta sẽ không để vào phần mệnh đề. Nếu mà khi để vào mệnh đề thì wa này sẽ được thay bằng ga nha các bạn. Chủ ngữ của mệnh đề bổ nghĩa sẽ được biểu thị bằng trợ từ ga. Rồi, được chưa? Thì cái phần mà mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ hôm nay chúng ta mới học nó có vẻ là hơi khó khăn, nhưng mà các bạn đừng lo lắng, các bạn hãy cố gắng luyện tập những bài tập ở trong sách luyện tập và sau đó chúng ta sẽ thử đặt câu. Ví dụ các bạn có thể thử đặt câu như mình, các bạn sẽ đặt câu bằng tiếng Việt và sau đó chúng ta sẽ ghi nghĩa của từng từ ra và chuyển từ từ dần dần từ cuối câu lên để ghép được lại thành một câu có nghĩa. Và sau đó chúng ta sẽ xác định danh từ cùng với mệnh đề bổ nghĩa cho cái danh từ đó. Và chúng ta sẽ chia động từ về thể thông thường. Được chưa? Với mẫu câu vemasu, bỏ masu và masou ka thì chúng ta đã được học trong bài số 14 với ý nghĩa là đề nghị giúp người khác. Ví dụ như là nimotsu wo mochimasou ka, có nghĩa là tôi mang hành lý giúp anh chị được không? Các bạn còn nhớ không ạ? Thì trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học cấu trúc ve, mas, bỏ masu và masou ka với một ý nghĩa khác. Đó chính là ý nghĩa như là mời gọi, rủ rê, mang hàm ý là cùng nhau thảo luận hay là cùng nhau làm. Ví dụ như chúng ta muốn nói là ngày mai cùng gặp nhau nhé, hay là khi nào cùng đi du lịch nhé. Thì chúng ta sẽ dùng mẫu câu ve masou ka. Ví dụ như là ngày mai gặp nhau nhé. Ashita. Gặp nhau thì chúng ta có động từ aimasu đúng không nào? Asta. Asta. Ai. Masou ka. Asta. Ai masou ka. Ngày mai gặp nhau nhé. Hay là khi nào cùng đi du lịch nhé. Khi nào? Là itsu. Đi du lịch chúng ta có động từ gì ạ? Ryoko ni ikimasu đúng không nào? Itsu ryoko ni ikimashou ka? Itsu ryoko ni ikimashou ka? Khi nào cùng đi du lịch nhé? Hay là cùng nhau nói tiếng Nhật nhé? Nihongo de hanashimashou ka? Đúng không nào? Nihongo de hanashimashou ka? Cùng nhau, cùng nói bằng tiếng Nhật nào. Rồi, đối với mẫu cấu trúc ve masou ka này thì các bạn chỉ cần nhớ là trước masou thì chúng ta để động từ ở dạng bỏ masu đi. Như đấy có aimasu thì chúng ta sẽ bỏ masu đi là aimasou ka. Ikimasu là ikimashou ka. Hay là hanashimasu hanashimashou ka. Ta cùng đọc lại ví dụ nhé. Ashita aimashou ka? Itsu ryoko ni ikimashou ka? Nihongo de hanashimashou ka? Rồi, phần thứ 3, động từ ve masou ka cũng là phần cuối cùng của ngữ pháp của ngày hôm nay. Thì bài 22, phần từ vựng và phần ngữ pháp. Hôm nay có phần từ vựng thì có vẻ là ít, nhưng mà phần ngữ pháp bài hôm nay thì có vẻ là hơi nhiều kiến thức đúng không nào? Thì các bạn hãy cố gắng luyện tập ở trong sách bài tập cũng như là chúng ta sẽ xem các đoạn hội thoại tiếng Nhật và mình sẽ tự mình đặt câu hỏi
và thử ghép những câu đơn, rồi sau đó chúng ta sẽ ghép những câu dài hơn. Dần dần các bạn sẽ có thể sử dụng được thành thạo những câu ghép, cũng như là sử dụng được thuần thục, tự tin tiếng Nhật. Và bài 2 đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo. Mata ne.